Nào, hôm trước thì chúng ta đã qua được cái công cụ đó là cái đường line đúng ngày rồi đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ học về hình cơ bản. Các bạn ghi đi hình cơ bản. Thì trong cái giá trị về thiết kế để nó liên quan đến gọi là kinh nghiệm của thiết kế thì cái người thiết kế thì phải học một cái thứ được gọi là bố cục. Bởi vì khi mình dàn xếp được một cái bố cục mà cho bản thiết kế thì sau này mình sẽ làm rất là nhiều sản phẩm. Vậy thì bố cục nó làm nên từ những cái gì? Nó làm nên từ những cái hình rất là cơ bản cho các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở trong đây thì nó có hình vuông, hình vo góc, hình tròn, hình polygon, hình ngôi sao và tạo ra một cái gọi là tia mặt trời giống như là chúng ta nhấn nhá vào những sản phẩm về logo và sản phẩm. Thì các bạn nhìn này. Cái cách đầu tiên mà chúng ta bàn đến những cái hình này thì chúng ta học về cái cách gọi là vẽ kích thước của nó đã. Bởi vì từ cái bài đầu đến bài bài vừa rồi đấy chú có dạy cho các cháu nhưng mà không có kích thước. Còn bây giờ khi liên quan đến thiết kế thì phải có kích thước, cắm sang cái ổ khác. Đúng rồi. Là chúng ta ghi đi học cách vẽ hình vuông. Để muốn vẽ là một cái hình vuông thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào hình vuông và tích thẳng màn hình. Thì nó sẽ cho mình một cái đơn vị kích thước chiều dài và chiều rộng. Như nào? Chiều dài và chiều rộng. Ta đang ngồi trong. Và phần thứ hai là trong quá trình khi mà mình làm thì ở đây nó có một cái đặc biệt như sau, đó là cái đơn vị chúng ta đang là PT. Nhìn đơn vị PT chưa? Chúng ta sẽ rất là khó nhìn nên là chính vậy mà chúng ta chọn vào đắp của mình. Nhìn đắp của mình nhá. Để làm gì? Để đưa nó về đơn vị là cm và mm. Mọi người có nhìn rõ cái này không ạ? Thì cái giá trị đầu tiên mà người ta học, ví dụ như người ta thiết kế một cái các visit thì người ta chỉ cần tích thẳng màn hình này thì người ta gõ một chiều là 9 và một chiều là 5.5. Mọi người hiểu cái này chưa? Vẫn ok. Đấy. Thế nó sẽ ra đúng kích thước, rất là chuẩn xác. Vậy thì sau này khi mà các bạn thiết kế là một cái tờ gấp, tờ rơi, bởi vì là sau này những bạn nào mà xin làm hồ sơ mà để về cái nhận diện thương hiệu hoặc là hồ sơ để về thiết kế của các bạn ấy, thì bạn đã làm rất nhiều ấn phẩm. Ví dụ bạn thiết kế là một bộ nhận diện của một công ty, vậy nên phải có các visit, có phong bì thư, có tiêu đề thư, rồi có tờ rơi, tờ gấp, rồi có menu, là các bạn phải làm hết. Các bạn nhớ nhá. Thì trong cái phần này thì khi mà chúng ta đấy là cái cách đánh kích thước đầu tiên, còn loại kích thước đánh thứ hai đó là bạn vẽ xong nhá rồi mới đánh. Thì vẽ xong rồi mới đánh thì người ta sẽ dùng một cái lệnh bảng, đó là công cụ là Shift F7. Các bạn ghi đi, Shift F7 chính là cái bảng hồi trước chúng ta đã học, đó là gồm có ba loại bảng. Bảng thứ nhất là Align là căn chỉnh, Transform là đánh kích thước, và ba là Pathfinder là chính là gì? Cắt giao các đối tượng với nhau. Đấy, thì trong một cái lệnh này nó gồm có ba loại bảng quan trọng thì mình chỉ cần nhớ một trong ba thôi. Thế thì trong phần này tôi chỉ cần chọn sang Transform. Lúc này chúng ta chỉ cần gõ vào đây thôi. Một chiều là 9 và một chiều là 5.5. Các bạn sẽ mở khóa này ra là thay đổi theo từng chiều, còn đóng khóa lại thì sẽ làm sao? Thay. Đúng rồi, ok. Vậy thì chiều này mình chỉ cần gõ là 5.5, enter. Thì nó rất là chính xác. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nhưng trong quy trình mà khi mà mình thiết kế đấy, có những người người ta rất là tín ngưỡng, hoặc là thậm chí người ta bảo là em ơi em thêm cho anh giá trị là ở đây là thêm phải 1.23. Gọi thêm cái chiều ngang ấy, người ta thêm 1.23 cm nữa. Thì trong cái phần bảng transform nó có một tính năng cực kỳ hay, đó là có thể là cộng và trừ cái kích thước. Ví dụ chúng ta có ấn 9 này, nhìn nhận chúng ta thay cho việc là chúng ta phải dùng cộng đó, thì cái này là ấn cộng trực tiếp này, nhìn nhận ấn cộng trực tiếp và ấn số 4 nhảy enter, thì bạn sẽ thấy là ở đây chiều này sẽ là 13. Và tất nhiên cái này cũng có thể dùng trừ được, cộng và trừ đều dùng được hết. Đấy, thì đối với công cụ tính năng transform thì nó có thể cộng và trừ cái sản phẩm của chúng ta được. Hiểu cái này chưa đã? Ok, thì trong cái hình vuông thì nó có tính năng như vậy. Và phần thứ hai là trong phần hình vuông của cái công cụ CC2007 thì nó lại có tính năng là vo góc cho các bạn nữa. Các bạn biết vo góc không? Đây ạ. Khi mà chúng ta sổ xuống, đây chúng ta tích chọn này, để chọn. Thì các bạn có nhìn thấy vo góc một góc này, này không ạ? Nếu chúng ta đẩy hết cỡ này thì nó sẽ là sao? Vo góc nhiều. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy vo góc chưa ạ? Ok, vậy thì cái này nó cũng liên quan với khóa, các bạn nhìn khóa chưa? Nếu chúng ta đóng khóa lại thì làm sao? Thay đổi một chiều, tất cả chiều khác cũng thay đổi theo. Tạo ra hình vuông góc, ví dụ Ctrl Z. Đây.
Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đóng khóa này lại và chúng ta gõ vào đây là 50, Enter. Thì các bạn thấy là các chiều nó đều mang giá trị như thế ạ. Và chúng ta gõ qua đây, chúng ta sẽ ghi số 5, Enter. Sao hơi chói đúng không? Ok. Đấy, mọi người nhìn thấy cái này chưa? Nhưng có những người bảo như em không thích cái cách đấy đâu, bởi vì là đánh thông số này khó nhìn lắm, không biết là nó góc có đều không, nó có đẹp không. Không. Vậy thì mình sẽ dùng cái cách này. Mình vẽ ra một cái hình. Thì các bạn nhìn này, khi vẽ xong một cái hình ở đây nó sẽ có các đầu điểm chốt là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Thì mình chỉ cần đầu cầm đầu điểm chốt đấy kéo vào trong. Tự khắc nó sẽ làm sao? Nó sẽ tự vo tròn cho mình. Và phần thứ hai, có những người bạn là em chỉ thích vo tròn hai bên này thôi, còn bên này nó vẫn thành nhọn, thì người ta sẽ có một chiêu thức là phí ma. Các bạn phí ma không ạ? Quét qua đây, giữ shift quét qua đây, chọn được hai điểm này kéo vào trong đó. Mọi người nhìn nó rất là đơn giản. Vậy thì sau khi mà hiểu được cái thuộc tính của cái công cụ về hình vuông rồi thì bắt đầu chúng ta mới liên quan đến phần ứng dụng. Và cách ứng dụng đầu tiên của hình vuông đó là tạo ra phần trang trí cho ảnh. Các bạn ghi cách trang trí cho ảnh hình vuông. Lúc này sau khi mình chọn xong thì mình phải vẽ làm cái hình. Và tất nhiên trong quá trình khi mình làm thì mình chọn cho nó một cái gradient. Mọi người nhìn thấy gradient chưa? Tại sao lại nói là gradient là chúng ta phải dùng nhiều? Bởi vì bên ngoài người ta thiết kế tất cả những ấn phẩm hiện tại bây giờ dùng gradient rất là nhiều. Và có nghĩa là nó không, và nguyên tắc của gradient thì không chuyển từ một màu đậm sang một màu trắng, nhưng người ta có thể chuyển chênh độ được. Ví dụ chúng ta sẽ chọn màu đậm, chúng ta sẽ chuyển sang màu trắng à xanh nhìn không, và chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu. Lúc này chúng ta thay đổi gradient một chút xíu, là chúng ta kéo đây một chút nào. Cái tính năng đầu tiên mà chúng ta dành cho ảnh thì chúng ta phải kiếm một cái ảnh file và chúng ta chọn vào palette. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn đến thư viện ảnh, chúng ta chọn vào D. Sau khi chọn vào D đồng hồ thì chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Và lúc này chúng ta sẽ kéo từ đây đến đây. Mọi người nhìn này chưa? Thì theo nguyên tắc người ta có thể tạo ra sự trang trí trong cái ảnh được bằng cách như sau. Mọi người còn nhớ là chúng ta sẽ dùng cái chiêu thức này, chúng ta vẽ một cái hình vuông, chúng ta đặt vào vị trí này, nhìn chưa? Và cái hình này thì mình sẽ để một cái màu, đó là màu trắng. Thì trong cái công cụ hình vuông này nó có một cái tính năng ở phần object, đó là tính năng chia một hình vuông thành những hình bằng nhau theo chiều dài chiều rộng. Còn hôm trước này mọi người còn nhớ cái bài số 1 này, chúng ta phải copy xong giảm opacity không ạ? Giảm alpha là từ 80, 60, 40, 20, 10 không ạ? Thì khi mà chúng ta xếp như vậy thì nó sẽ không bao giờ bằng nhau và khít được. Nhưng với cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ xếp rất là chuyên nghiệp bằng cách chọn đối tượng, chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào path, chọn vào đây. Các bạn nhìn nhận, đây là một trong những cái lệnh mà người ta có tính năng là chia cái đối tượng thành những cái khung hình để chúng ta thiết kế. Thì trong phần design web người ta cũng thiết kế theo khung. Thì tí này mình sẽ ví dụ tại sao nó có tính năng như vậy. Ví dụ chọn vào đây. Lúc này trong phần này mình sẽ ấn vào preview, mình sẽ tăng cái giá trị lên. Các bạn thấy chia đôi chưa? Ok, tiếp theo mình sẽ chọn số 5. Nhìn không? Sau khi chọn số 5 xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta có được hình và chúng ta ok. Lúc này cái đối tượng này rất là khít nhau. Chúng ta sẽ chọn giá trị đầu tiên, tôi chọn 80%. Hai cái trong tôi sẽ để đẩy là 60%. Lúc này nó khít rồi, nên là chúng ta cứ thế mà chọn, giữ shift là chúng ta chọn là 40%. Tiếp theo chọn vào đối tượng, chúng ta chọn 20%. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào 10%. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm sao? Xóa tất cả những cái phần còn lại đi. Và mọi người thấy là mình đã trang trí được cái hình này chưa? Nó rất là đơn giản, nhưng nó lại xếp rất là chính xác. Mọi người thấy chính xác chưa? Chúng ta không phải là copy, thì khi mà copy sang nó sẽ bị lỗi vấn đề. Và ngồi đi Nhi. Đấy thì cái giá trị đầu tiên là chia, đúng không ạ? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy tờ gấp chưa?
Đúng rồi, một cái voucher nhưng là A4 gấp 3. Thì cái tính năng của công cụ hình vuông nó có tính năng là chia thành những cái tính năng về giấy mời, biết giấy mời không? Giấy mời là A4 chia 3. Vậy nên 1 phần 3 của A4 là bằng bao nhiêu? Đó, vậy thì bây giờ người ta sẽ ghi tính năng số 2, đó là cách chia một đối tượng. Ví dụ coi như đây là một hình chia giấy, hình A4. Chúng ta sẽ chia cái này thành những cái biểu tượng như giấy mời như sau. Bởi vì bây giờ chúng ta mới chỉ hiểu. Cách đầu tiên là chúng ta hợp về bố cục. Số 2 chúng ta sẽ đặt vật chữ. Thì có phải khi mà chúng ta học chia này thì chúng ta sẽ đặt hình và chữ vào thì chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm về giấy mời, về voucher giảm giá, về banner. Bởi vì cái này nó liên quan đến gọi là kinh nghiệm về thiết kế đấy ạ. Và khi mà các bạn nộp hồ sơ thì các bạn phải có một tập hồ sơ của tất cả những cái dòng các bạn đang làm. Nhưng làm không phải là dạng theo kiểu như là để có bài tập, câu chuyện bài tập khác với câu chuyện thực tế. Nên khi mà các bạn thiết kế thì bạn sẽ tìm cho tôi một cái thương hiệu có thật, địa chỉ điện thoại email có thật, nội dung nó có thật, và chúng ta sẽ làm ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Muốn làm hồ sơ chính xác đấy, tại vì là chị có thấy là trong hồ sơ mà người ta cần khi mà tuyển du học ấy, người ta có một cái phần là kinh nghiệm thực tế, và phần thứ hai đó là chính là kinh nghiệm về thiết kế đấy ạ. Nào các bạn nhìn đây, lúc này chúng ta chọn object, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào slip intro. Thì cái này nó sẽ chia cho chúng ta một cái biểu tượng như sau, đó là cái này preview chúng ta chia làm 3. Nhìn chưa? Thì có phải đây là A4 thì có phải chúng ta tự chia 3 không ạ? Và khi ấn ok xong thì cái này nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ chia 1, 2 và 3. Nó có 3 phần. Hiểu cái này chưa? Và với cái tờ gấp như này thì chúng ta sẽ copy một cái nữa xuống dưới thì nó sẽ có. Đây, đây là một sản phẩm tờ gấp này các bạn nhìn chưa? Control Shift H. Một tờ gấp gồm có 6 mặt, mặt 1, mặt 2, mặt 3, mặt 4, mặt 5, mặt 6 thì các bạn phải thiết kế được 6 mặt này. Nhá, thì nó mới trở thành một sản phẩm. Coi như đây là một sản phẩm thì có thể là một cái voucher giảm giá hay là cái gì đó thì bạn. Cái này thường thường người ta ứng dụng cho khách sạn cũng khá là nhiều. Đấy thì tất nhiên đây cửa sổ E cho các bạn xem một số cái. Ở đây chúng ta chọn ra số, cái này liên quan đến đồ ăn. Bạn nhìn này chưa? Đây là ba mặt trong đấy, còn đây là ba mặt ngoài đấy. Và nó phải chia như này thì có phải nó sẽ rất dễ dàng để khi chúng ta làm không? Tất nhiên tôi chưa dạy bạn đến chữ, nhưng bạn phải biết cái phương thức là chúng ta phải trình bày ảnh như nào, dùng hình vuông nhà. Đây là hình vuông này, nhìn này chưa? Quan trọng nhất là bố cục. Người đi thiết kế quan trọng nhất là bố cục. Bố cục bạn đẹp thì bạn làm cái gì cũng đẹp, mà bố cục bạn xấu thì làm cái gì cũng xấu, kể cả bạn cho ảnh đẹp và vẫn xấu. Bởi vì sao? Chúng ta không có niêm luật bố cục là vì thế. Nên khi đi học chúng ta phải rút ra cái kinh nghiệm là cái gì cần rút ra, kéo màu hay không kéo màu. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo đến một cái giá trị nữa trong cái phần công cụ hình vuông. Nào hình vuông nó có tính năng là gì ạ? Chúng ta tạo bố cục hình vuông. Các bạn ghi đi cách tạo bố cục hình vuông. Các bạn còn nhớ cái bài số 1 mà anh cho một cái cho một cái biểu tượng người nó chui vào rất nhiều ô vuông mà. Chắc không nhớ. Đây thì với cái bố cục hình đấy thì người ta sẽ làm ra cái này. Người ta vẽ một cái hình trước đã. Mọi người nhìn này chưa? Lúc này mình chọn màu trắng và cái cách của mình thì mình chỉ cần làm sao ạ? Mình chọn cho nó, mình chia cái này thành những nhiều ô vuông, sau đó mình cho ảnh chui vào. Đây, thì object chúng ta chọn vào path và chúng ta cũng dọn cái này như vừa rồi. Cái tính năng này để tính năng để mình chia làm bố cục cho nó thôi. Ví dụ mình chọn vào đây. Ví dụ mình chia chia nhỉ. Mình sẽ thêm một cái nữa. Cũng tương tự như vậy mình chia tiếp. Nhìn không ạ? Thì trong cái phần này ở đây nó sẽ có phần là vute, chính là phần khoảng cách giữa các ô. Các bạn nhìn này, khoảng cách giữa các ô này chưa? Mình ấn vào đây một cái. Nó tự tạo khe rất là bằng nhau. Cũng tương tự như vậy, tôi thích vào đây một cái nữa. Mọi người nhìn chưa? Sau khi làm xong tôi ấn ok thì lúc này tôi được quyền bất đi bỏ lên một vài cái vị trí không cần thiết. Nhìn này không? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ quét qua toàn bộ. Và nguyên tắc để muốn cho ảnh chui vào rất nhiều câu vuông này thì người ta dùng một cái như sau, đó là object. Người ta chọn vào comp path. Người ta chọn vào Ctrl 8. Nó khác với group nha, bởi vì nếu mà bạn group thì ảnh cho chui vào thì nó sẽ không chui được.
nó không vào, nó sẽ không nhận một cái nào cả. Và khi mà chúng ta sẽ cho vào đấy thì nó sẽ bị không hình không. Ví dụ có nhiều người bảo vậy chúng ta cắt ra được không ạ? À, vậy thì chúng ta thử đi Shift F7. Đây là cắt dao đấy. Mọi người có thấy là khi ấn vào đây thì có vẻ hợp thành một đoạn. Đúng rồi, nó không giao nhau chính xác. Nhưng mà mọi người phải lưu ý là từ cái phiên bản hồ sơ CS3 thì cắt như này là được. Nhưng bắt đầu từ CS5, CS6 và CC thì lại không chấp nhận điều đó. Có nghĩa là cứ phải giao nhau thì nó mới ăn được cái này. Đấy thì ví dụ như ấn vào đây thì nó cũng chỉ tồn tại dưới dạng gớ. Có nghĩa là dù bạn ấn bằng mấy thì nó cũng chỉ tồn tại dưới dạng gì? Group thôi, nên nó không phải là một đối tượng, nên chắc chắn là ảnh sẽ không chui vào được. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Phần thứ hai, mình sẽ chơi một trò như sau, mình sẽ copy cái này thành hai để cho các bạn so sánh. Mình sẽ thích phương án số 2 hơn là phương án số 1. Mọi người nhìn nhá. Phương án này mình sẽ chọn object, chọn vào comfort path và chọn vào control 8. Thì với control 8 thì tất cả đối tượng này trở thành một rồi. Thì lúc này chúng ta chỉ cần chọn file, chọn vào collect. Đây ạ. À, lúc này chúng ta sẽ chọn đến thư viện ảnh, chúng ta chọn vào B. Đây ạ. Chúng ta chọn vào bánh. Trong phần bánh thì nó sẽ có rất nhiều những cái ảnh đẹp. Mình chọn cái ảnh như này. Đấy nha các bạn nhìn này. Muốn ảnh chui vào thì có phải ảnh nằm dưới tất cả không ạ? Đúng chưa? Nào chọn đối tượng số 1. Giữ shift chọn đối tượng số 2 thì có phải chọn được hai này chưa? Chúng ta ấn vào căn chân số 7 thì sẽ làm sao? Thì đây là một loại bố cục y. Mình sẽ chọn vào cái tông màu nó hơi đậm một chút xíu. Mọi người thấy nó dễ dàng là nhỉ? Nhưng cái này nó có một cái dở, nó không tạo ra sắc độ cho từng ô được. Cũng làm chiêu thức đấy, mình cũng làm như vậy. Đây mình cũng lấy một cảnh như vậy cho các bạn xem, nhưng mình sẽ làm phần phía dưới. Đó, mọi người nhìn này chưa? Lúc này mình sẽ cho cả cái ảnh đó xuống dưới tất cả. Thì các bạn có nhìn thấy cái ô trắng này của mình không ạ? Nhìn ô trắng này của mình nhỉ? Nhưng ô trắng này mình của mình là chưa có cắt chân 8 đúng không? Nó chỉ là một dạng group đúng không ạ? Ok, vậy việc đầu tiên là mình sẽ làm mất nét đã cho mọi người dễ nhìn hơn. Xong chưa? Nào chọn đối tượng cắt chân X nào. Biết cắt chân X nào không ạ? Và cái đối tượng này phải làm chứ mà mặt nạ thì nó sẽ rất tốt. Tại vì khi ấn vào mặt nạ của đối tượng mà nó là màu đen thì mình dùng với cái hình trắng thì nó sẽ hiện hình theo cái hình trắng đấy của mình. Vậy hiện hình của mình là hình trắng chưa? Rồi, Ctrl Shift gì? Ctrl Shift V thì có phải đúng nha? Có giống nhau không? Có giống nhau không? Nhưng nó khác. Đúng rồi, cái này mình thay được, chuột phải ăn group này, nhìn này, chúng ta chọn cái này, chọn vào opacity bằng 50. Bởi vì vốn dĩ bên này là bao nhiêu? Mình chỉnh được mà, còn cách trên có chỉnh được đâu? Không chỉnh được. Vậy thì cái này nó sẽ tạo ra các sắc độ để cho mình làm thiết kế nó đẹp hơn. Ở chỗ này mình sẽ chọn với 30. Chỗ này mình sẽ chọn với 40. Nhìn chưa? Và mọi người sẽ thấy rằng cái phần phía dưới nó sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều. Và phần thứ hai nữa, nó rất hay chỗ này. Khi mọi người quét qua, mọi người thấy không? Chúng ta có thể chơi trò như này không? Cái khẩu hình chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi. À, nó vui hơn rất nhiều so với phiên bản trên. Vậy chúng ta có thể thay đổi được không ạ? À, và các bạn nhớ một điều rằng cái này nó có thể lấy được mockup này sang bên Photoshop để làm về thiết kế. Ví dụ thiết kế bạn tạo khung hình với những hình vuông này quá lâu, bạn có thể bạn thử xem, lâu kinh khủng luôn. Và cái tác dụng hình vuông thì mình sẽ nói cho bạn một tí nữa, đó là về thiết kế web. Chúng ta có thể chọn vào Google. Đây ạ. Sau khi chọn vào Google thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái trang web liên quan đến người nước ngoài, người ta hay thiết kế web này, 960. Mình chọn xem rồi. Lưới. Và sau khi chọn vào đây thì chúng ta sẽ làm sao? Đây là quy chuẩn của lưới này. Thì cái này nó sẽ cho mình download một cái phiên bản một cái template về theo cái số cột. Bình thường khi thiết kế web nó sẽ chia là 12 cột, 16 cột và 24 cột. Tại sao thế? Bởi vì là cái với 12 cột này người ta sẽ sinh ra là 4 cột sẽ tương ứng với một phiên bản mobile, 8 cột tương ứng với phiên bản của iPad và 12 cột tương ứng với phiên bản của desktop và laptop. Để khi mà xem trên các giao diện ấy nó đều rất là chuẩn chỉnh về mặt kích thước. Nên chính vậy website bây giờ nó có phiên bản là thay đổi tùy biến giao diện này. Ok. Thì mọi người nhìn này, chỉ cần ấn sâu ra phát này chúng ta sẽ thấy làm sao. Có nhìn thấy số cột này không ạ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì chắc chắn là thằng Inut vẫn không thể tạo được cái cột đó. Ví dụ mọi người có phải là khi thiết kế chúng ta sẽ nhảy không ạ? Đây mình sẽ vẽ một cái hình nhảy đúng không ạ? Mình sẽ chọn một cái màu nhảy đúng không ạ? Màu hồng đi cho mọi người dễ nhìn hơn. Mình có thể chia cái này thành 12 cột được không ạ? Ok, object chúng ta chọn là path và chúng ta chọn là đây. Thì cái này sẽ làm sao ạ? Mọi người sẽ chia nó thành bao nhiêu cột? 12. Và khoảng cách giữa các cột đấy nó rơi tầm 10 đến 20 pixel nếu mà thiết kế cho web. Còn nếu mà bạn thiết kế cho báo chí thì bạn cũng phải làm nhảy, tạp chí người ta cũng phải làm nhảy, bởi vì các khoảng cách giữa các ô, bạn nhìn này, mọi người có thấy rằng là cái phần chữ nó chỉ bằng sát mép của này không ạ? Và nó đến bốn cột này nó phải dừng lại không ạ? Như vậy thì khi mà bạn thiết kế thì nó có một độ ngăn nắp rất là rõ ràng, nó rất rõ ràng giữa các khu. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Cái này là bốn cột và cái này là bốn cột nữa, thì nó sẽ rất là đẹp, nhìn này rất là chuẩn chỉnh không ạ? Hiểu cái này chưa? Và không bao giờ đặt chữ nha được nằm ở vị trí của cái giữa khoảng cách giữa các ô đây này, các bạn nhìn không bao giờ có nha, kể cả cái này sâu lên nhìn không. Tất cả những trang web này là ở nước ngoài thì người ta cũng đã dùng những cái phong cách mà thiết kế theo cột rồi. Mình có thể thiết kế tạp chí và website theo hình thức nhỏ. Và tất nhiên nếu mà bạn muốn là trong cái hồ sơ của mình có một phiên bản website thì bạn có thể làm ra một website về tôi sẽ nói cái giá trị, cái UX ROI trong đó cho mọi người được. Ví dụ như thường thường là người ta sẽ chia website chia là cái loại đó là theo kiểu một cột, biết một cột đúng không? Nó chia theo khu, là khu trên khu dưới, không có cột nào bên trái, chỉ có một cột trên xuống dưới thôi. Và cái khu trên thì người ta dành cho việc giảm giá khuyến mại gì đó. Còn nếu mà có loại thứ hai là chia theo hình chữ S, F, bên này là menu để mình chọn, còn bên này là các sản phẩm, tích vào đây nó sẽ sang này, tích vào đây sang này, thì nó chỉ chia hai loại dạng như vậy thôi. Và thường thường bây giờ nó sẽ dùng cho thương mại điện tử ở dạng như vậy, tìm sản phẩm rất là dễ. Đấy thì mình có thể tự làm một trang web của chính mình hoặc là làm một trang web của trường. Các bạn biết tìm hiểu về trang web của trường và chúng ta sẽ xây dựng lại cũng là một cách. Và cái gì cần thiết mình phải đứng trên phương diện là không phải bạn là người tự làm ra mà bạn phải đứng trên phương diện tôi là một học sinh, tôi cần cái gì ở cái trang web đó. Chứ nếu mà chúng ta đóng vai trò là người làm ra đôi lúc hay bị chủ quan. Hãy đóng vai trò là người mà tiếp nhận cái trang web đó thì nó mới rất là tốt. Nào, vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về cái thuộc tính này thì tôi sẽ chia cái này ra. Các bạn nhìn thấy khoảng cách chưa? Ok, chia chưa? Còn phần thứ hai nữa là khi mà các bạn làm quảng cáo trên fanpage, biết quảng cáo trên Facebook không? Các ảnh chạy quảng cáo thì bao giờ nó cũng phải đặt một cái tiêu chí là chữ không được vượt quá 20% của cái gì? Thiết kế ảnh. Nên chính vậy các bạn phải làm cho tôi một tiêu chí như sau, là tôi vẽ một cái hình, đó là hình vuông. Những cái ảnh mà chạy quảng cáo trên fanpage ấy thì thường thường nó sẽ kích thước là 1200 nhân 1200 pixel. Còn loại thứ hai là 1200 nhân với 628 pixel. Vậy thì để muốn chia được cái này ra thì chúng ta cũng chia là 5 ô 1 và 5 ô 1. Theo cách object chúng ta chọn vào path. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta chọn preview. Đây, mình sẽ chia 5 này ra và cái này 5. Các bạn nhìn này nhá. Và tất nhiên chúng ta sẽ quét qua toàn bộ và ấn vào Shift X. Chữ nó chỉ được nằm trong cái giá trị này thôi ạ, 5 ô thôi, còn ảnh bạn trình bày kiểu gì cũng được. Thì sau khi mà bạn trình bày được trong cái chữ này rồi thì bạn có thể đặt bất cứ đâu được, đặt chỗ dưới, đặt chỗ trên được, nhưng chữ chỉ bằng 5 ô này thôi nhá, không vượt quá 5 ô nữa. Bởi vì nếu mà vượt quá 5 ô thì cái thằng Facebook Ads nó sẽ không cho chạy quảng cáo nữa. Thì cái này nó giống như một cái cây, nó chính là một cái công cụ để cho dân marketing nó là chạy quảng cáo cho từng sản phẩm, cho cái doanh nghiệp đấy. Nên là khi thiết kế thì bạn cũng phải thiết kế theo chuẩn chỉnh, theo kích thước, chứ không thể tự bịa được nhá. Thì đây cũng là một cái cách mà các bạn phải tìm hiểu về cái hình vuông. Thì cái hình vuông nó còn làm được cái gì nữa? Dựa vào hệ thống mặt nạ, người ta có thể làm ra một vài cái quảng cáo như sau. Ví dụ tôi sẽ copy xuống dưới một cái nữa, tận dụng làm mặt nạ. File page. Lúc này chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Và lúc này chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Ở trong đây thì nó có rất là nhiều những cái hình ảnh à, cho các bạn chọn lựa, tôi sẽ chọn một cái.
À, lúc này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bỏ qua cái này đi. À, vẽ một cái hình vuông này màu trắng. À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ lợi dụng cái này. Phát, chúng ta chọn này. Tại vì học qua hình vuông này em phải sáng tạo với công cụ mà bố cục của hình vuông làm ra bao nhiêu cái. Và có một nguyên tắc về bố cục cho thiết kế, đó là gì? Ảnh một bên và chữ một bên. Và đưa vào trong khung hay là ngoài khung, mình chỉ làm bằng hình vuông thôi. Lúc này thì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tăng cái giá trị này lên số 5, số 6 tùy các bạn. Tôi sẽ tăng cái giá trị này số 5. Và tôi sẽ bỏ cái giá trị là khoảng cách giữa các ô. Enter. Mình bỏ cái này đi bằng 0. À, mình sẽ bỏ cái này bằng 0. Sau khi làm xong thì bắt đầu mình sẽ chơi trò giống như các bạn, đó là đầu tiên là mình sẽ để là 100%, hai cái này là mình sẽ để là 80 nhé. Tiếp theo mình sẽ để cái này giống như vừa rồi là để 60. Tiếp theo mình sẽ để cái này là 40. Tiếp theo mình sẽ để cái này là 20. Và tất cả những phần còn lại thì mình sẽ không dùng nữa, mình sẽ bỏ đi hết. Đấy, và sau đó thì mình sẽ quét qua toàn bộ, mình lấy cái phần này thôi. Mọi người nhìn thấy cái phần này nhá. Mình group lại bằng Ctrl G. Sau đó thì copy cái này thành hai cái bằng cách đưa sang đây. Muốn đặt đối xứng đối tượng này dùng phím O. Nhìn phím O chưa? Giữ Shift kéo từ trái qua phải. Hết được cái này nó khít nhau không ạ? Chúng lại tiếp tục chọn đối tượng này. Quét qua toàn bộ, lại Ctrl gì, Ctrl G, thì có phải là cái này được cái này không? Mình sẽ copy lên phía trên và lại dùng phím gì, O, lật từ trên xuống dưới. Thế các bạn có đồng ý với tôi là đã có được cái hình này chưa và hình này chưa? À, sau đó thì chúng ta lại ấn vào Ctrl G và đặt vào giữa mặt cô gái. Nào, lúc này chúng ta được quyền làm sao? Ctrl X làm mặt nạ cho đối tượng. Ctrl Shift gì? Các bạn nhìn thấy cô gái của tôi xuất hiện theo hình vuông chưa? Và tất nhiên tôi đặt chữ này, nhưng có nhiều người bảo là vậy thì em có thể copy thành nhiều hình vuông được không ạ? À, được chứ, tôi sẽ cầm này tôi copy thành cái hình thứ hai và có thể thu nhỏ lại cái hình nó nhỏ hơn được không ạ? Đây ạ, à, tôi sẽ đặt vào vị trí nào mắt là của đồng chí này. Nhìn này chưa? Và tôi có thể copy sang bên này được không ạ? Đúng không ạ? Nhưng nó sẽ nằm ở phần hay hơn, bởi vì là khi mà chúng ta quét qua toàn bộ hiệu ứng của mặt nạ của nó thì đây là hình vuông đó. Thì trong cái công cụ của phần effect nó có một tính năng là làm cho hình vuông trở thành hình vo góc. Hình vo góc, nếu mà vo hết cỡ thì nó trở thành hình gì? Ok, vậy thì ở đây nó sẽ có một cái tính năng như vậy. Nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ biến nó trở thành cái gì? Mọi người nhìn này chưa? Và tất nhiên sau khi làm xong này thì chúng ta có thể đặt một cái ảnh, một cái text vào đây thì trông nó cũng rất là dễ chịu trong việc thiết kế của mọi người. Chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn một cái màu cho mọi người xem, đây là một cái màu đỏ. Nhìn này, sao thế? Sao thế bác? Sao? À, ok. Thì vấn đề là vấn đề là mọi người hiểu về cái phương pháp để mọi người tự sáng tạo một buổi, vì là mỗi người có một cái về cảm quan về màu sắc khác nhau. Vấn đề là đẹp hay xấu thì chúng ta, cái này nó mới chỉ là cách ứng dụng từ hình vuông và thiết kế thôi, chứ còn đưa một cái ứng dụng mới trở thành một cách sử dụng thì nó phải còn một giá trị quan trọng nữa, đó là gì? Khách hàng có chấp nhận không? Nếu khách hàng mà chúng ta chấp nhận thì có nghĩa là cái này sẽ được in và nó bắt đầu nó sẽ xuất hiện trên thị trường. Còn nếu mà nó không chấp nhận thì coi như chúng ta sẽ làm sao? Nó chỉ là ứng dụng thôi, chỉ đưa vào sử dụng thì còn lâu. Nên chính như vậy mà có những thứ mà chúng ta có thể là nó đẹp với chúng ta nhưng mà chưa chắc là đẹp với người khác. Nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đi tìm hiểu về thị trường nữa, người ta có thích màu gì, làm màu gì. Đôi lúc cái cảm quan chúng ta làm ra cho chúng ta thì rất dễ, bởi vì bạn chỉ dùng cho bạn thôi. Còn nếu bạn dùng cho nhiều người thì bạn phải dựa theo cái chung của mọi người. Thì cái công cụ đầu tiên mà chúng ta làm được cái hình vuông, nó sẽ làm được như này. À, cũng tương tự như vậy thì với cái hình vuông thì nó sẽ làm được ra cái gì nữa?
À, nó sẽ có tính năng là gì? Bẻ cong. Phải, mọi người ghi đi, tính năng bẻ cong. Đây. À, có những sản phẩm người ta sẽ làm thiết kế theo kiểu này. Căn chân C, căn chân F và kéo từ trên xuống dưới. Chọn cho nó một cái màu. Các bạn nhìn này chưa? Lúc này mình sẽ vẽ một cái hình. Đây là hình vuông này. Và cái hình vuông này mình sẽ biến nó trở thành một cái hình bông hoa. Ví dụ các bạn có thể thiết kế về nịch, các bạn có thể thiết kế về cái gì đó cũng được. Nhưng với cái hình bông hoa này, người ta sẽ chọn vào effect, người ta chọn vào distort transform và người ta chọn vào biểu tượng là biến nó trở thành một hình bông hoa được. Nó dựa vào số cạnh. Nó dựa vào số cạnh của mọi người. Ví dụ tôi chọn vào đây thì sao? Mọi người nhìn nhận. Và khi mà đã làm xong được cái thuộc tính này thì chúng ta sẽ ra ấn OK và chúng ta chỉ việc đặt vào vị trí dưới thôi. Nó ăn một nửa. À, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tăng giá trị alpha cho nó một chút xíu bằng cách là Ctrl C và Ctrl B. Chúng ta phóng to ra một tẹo và chọn với giá trị 50%. Bạn mình nhìn thấy bông hoa thì mình bắt đầu có cái độ opacity chưa. Sau khi làm xong mình sẽ chọn đối tượng số 1, giữ shift chọn đối tượng số 2, được hai cái này mình group lại bằng Ctrl N. Mình copy sang sản phẩm thứ hai, nó có nhỏ hơn và thu nhỏ lại. À, cũng tương tự như vậy, mình sẽ phím em mình copy xong này một tí nữa, mình có được sản phẩm số 3, nhìn không ạ? Sau khi làm xong, tôi chọn đối tượng 1, đối tượng 2 và đối tượng 3, tôi chọn cả 3 cái lại. Đấy nhá, mọi người nhìn này. Ctrl G. Chọn 2, chọn 3, thu nhỏ toàn bộ lại. Để lên trên nhài được không? Và cái hình bông hoa này nó hợp với cái gì? Cái này có thể quảng cáo cho mỹ phẩm được bằng cách như sau. Chúng ta sẽ chọn vào pen cộng. Câu chuyện của pen cộng đó thêm được điểm ở giữa. Đây ạ. Pen cộng. Nhìn chưa? Và shift C. Shift C là công cụ pen cuối cùng. Chúng ta cầm điểm này và chúng ta kéo nhẹ. Thì mọi người có thấy là chuyển động theo hình này chưa? Với cái hình này xong thì mọi người chỉ cần chọn 1, giữ shift chọn 2, chọn 3, chúng ta đẩy xuống ở vị trí cần thiết. Ctrl C, Ctrl B bò là copy xuống dưới, chúng ta đẩy lên nhảy một tí, chúng ta chọn với 50%. Thì đây là một sản phẩm có thể làm cho các visit nhưng mà liên quan đến gì? Mỹ phẩm và con gái nhiều hơn. Những cái đồ trang sức người ta có thể làm theo kiểu nhảy. Nó khá là diêm dúa. Đó, có nghĩa là đây là chỉ là cách cắt biến đổi hình vuông để mình vẽ cho các bạn xem về cái ứng dụng của hình vuông nó thế nào. Và trong quy trình khi nào thì mình cũng phải tạo ra những cái bản thiết kế liên quan đến những cái này. Đúng không? Vậy tiếp theo trong cái công cụ hình vuông nó có thể làm được cái gì nữa? À, nó có thể tận dụng cái hình bông hoa để trở thành gì? À, có nhiều người người ta ghi như này. Các bạn biết là 2018 chưa? À, trong quy trình khi 2018 thì mình sẽ chọn một cái phông chữ đó là gì? Mình sổ xuống mình chọn O. Mình chọn vào đây thì mọi người có thấy rằng là tôi có một cái phông chữ là 2018 và tôi sẽ đặt đây gọi là nịch để bàn đấy. Thay cho việc chữ O này nó là số 0, tôi sẽ quét qua, tôi cách đi. Mọi người nhìn thấy cách hai một cái chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ vẽ cái hình gì? Hình vuông vào đây. Nhưng hình vuông này thì chúng ta sẽ chọn effect, chúng ta chọn vào distort transform và biến nó trở thành gì? Bông hoa. Và sau khi có hình bông hoa này rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Cho ảnh chú vào hoa đào được không ạ? Bởi vì cái bìa của lịch mà mình có thể làm được như vậy mà. Nhưng mình sáng tạo bằng cách là cái số 0 ấy, người ta có thể trở thành bông hoa được. Và cho cái hình ảnh mà sản phẩm. Nhưng ở đây nó có một cái điều đặc biệt là khi mà làm thiết kế thì cái đối tượng này đang mang hiệu ứng. Nên khi mà chúng ta dùng nhảy này nó không có vào này. Chúng ta chọn file, chọn paste. Chọn cái ảnh chú vào nha, thử nha. Nào, ảnh muốn chui vào thì ảnh phải nằm ở dưới đúng không ạ? Cho xuống dưới thôi. Dưới chưa? Chọn đối tượng 1, giữ shift chọn đối tượng 2, chúng ta ấn vào Ctrl số 7. Thì nó chỉ chui vào hình gì? À, vậy thì nó chỉ mang hiệu ứng thôi, chứ còn hình vốn dĩ nó vẫn là cái đấy. Nó vẫn là hình vuông, chứ không phải hình bông hoa không ạ?
Vậy thì người ta mới có một cái giải pháp là biến cái hình bông hoa này này, biến cái hình myopic này trở thành đối tượng thường. Thì có phải đúng giờ chính xác, chúng ta có thể chọn object và chúng ta chọn vào đây. Thì nó mới trở thành đối tượng thường được. Thử nhá, chúng ta sẽ ấn vào đây một chút xíu. Chọn alpha. Ấn ok. Đối tượng thường. Và sau khi chọn đối tượng thường xong thì người ta mới chơi một trò là phải có viền trắng, bởi vì tất cả mọi thứ là đều là màu trắng mà. Chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F thu nhỏ vào trong. Và đổ một cái màu nhìn nhận. Chọn đối tượng 1, giữ shift chọn đối tượng 2 và Ctrl số 7. Mọi người nhìn này chưa? À vậy thì với cái cách như này thì người ta có thể cho một cái ảnh vào liên quan đến cái ngày đó. Ví dụ năm mới thì người ta liên quan hoa đào chẳng hạn, người ta cho hoa đào vào. Còn trong miền Nam người ta liên quan hoa mai thì người ta chọn hoa mai vào. Còn nếu mà mình làm công ty về ô tô, người ta cho ô tô vào. Còn công ty về gì, đồ ăn thì người ta sẽ cho đồ ăn vào. Bởi vì sao? Người ta sẽ mang lịch đi tặng mọi người khác. Nhà chúng ta mà treo một cái bộ lịch của người ta thì có phải là cái thương hiệu của người ta sẽ sống trong nhà mình một năm không? Thỉnh thoảng xem ngày phát lại nhìn thấy là cái thương hiệu của họ. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ học về cái cách nhẹ cong với công cụ hình vuông. Ví dụ với cách vẽ cong này chúng ta sẽ áp dụng cho việc thiết kế về logo, thiết kế về logo được. Ví dụ nha các bạn nhìn này, chúng ta sẽ vẽ một cái hình màu trắng, chúng ta đèn đây, chọn một cái màu. Có thể copy cái hình này ra thành nhiều hình bằng Ctrl D. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giải pháp mà chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tôi sẽ tính những cái độ alpha cho nó dễ hơn. Ví dụ tôi chọn là 20. Hai cái trong tôi sẽ để là 40. Tiếp tục hai cái trong chúng ta sẽ để là 60. Hai cái trong mình sẽ để là 80 và cuối cùng là 100. Nhìn chưa? Sau khi làm xong mình có thể quét qua vào group đối tượng này được bằng Ctrl G. Ctrl G để làm gì? Đây. Lúc này tôi sẽ cho một đối tượng Ctrl C và Ctrl F kéo từ trên xuống. Từ dưới lên. Và mình sẽ chọn một cái màu có thể là màu xanh cho nên trên tất cả. Các bạn nhìn này. Ở đây người ta sẽ có một nguyên tắc là để một đối tượng hình chui vào một đối tượng khác hay được gọi là ép theo cái hình đấy. Ví dụ như bạn có thể vẽ mình quả cam mà bạn ghi một cái chữ là quả cam, bạn cũng có thể ép theo hình quả cam. Bây giờ vẽ theo hình con cá mà bạn bảo là cái chữ là con cá thì chúng ta cũng có ép theo hình con cá được, nếu chúng ta vẽ được. Thì cái chiêu thức này chính là chiêu thức là ép một đối tượng theo một hình khác. Ví dụ bạn có thể vẽ một cái áo, sau đó bạn chia ra các thớt khác nhau và bạn đặt chữ trên áo ấy được, nó đều chạy theo cái hình của các bạn. Nào thì ở đây người ta có một tính năng là chọn đối tượng 1 này, chọn đối tượng 2, thì nguyên tắc cái hình muốn bị ép vào thì phải nằm ở phía dưới. Còn hình mà để đối tượng khác ép vào thì nó sẽ nằm ở phía trên, nó giống như là lệnh là cho ảnh chui vào đối tượng ấy. Thì trong phần này nó có một cái lệnh là object chọn vào Alt+C. Alt+C chính là cách làm cho đối tượng chui vào một hình hay gọi là ép theo một hình khác. Như này chưa? Sau khi chọn ở đây xong thì các bạn sẽ thấy là cái này nó tự duỗi ra. Nhìn tự duỗi ra chưa? Thì mọi người có một cái câu hỏi là bạn nào? Chẳng nhẽ là ví dụ như vậy thì thà rằng mình copy cái này chọn màu trắng xong copy xuống dưới có phải nhanh không ạ? Cần gì phải làm như này cho đau đầu đúng không ạ? Thì cái này nó có một cái hay hơn chỗ này, đó là chúng ta dùng một phím A. Phím A là điều khiển điểm để tích vào đây một cái. Mọi người nhìn thấy cái cánh đoạn chưa? Chúng ta kéo này xuống. Đây ạ, tích vào đây. Kéo cánh đoạn này xuống. Mọi người sẽ thấy là cây này bắt đầu nó uốn éo được. Đây mọi người có thể chọn này kéo vào lên đây. Nhìn các bạn. Nó có thể bẻ cong được như bình thường. Chúng ta chọn vào đây và bẻ cong lên đây được. Và chúng ta bẻ cong lên được. Vậy thì cái này nó có tính năng bẻ cong như thế thì nó có tính năng thêm điểm không? Mình có thêm điểm được. Chọn vào đây. Chọn vào đây. Đây các bạn nhìn là P cộng. Chọn vào điểm này. Nhìn thấy một điểm nhận đây một điểm. Và chúng ta có thể dùng Shift C để bẻ cong không? Các bạn nhìn này chưa? Và chúng ta bẻ cong này. Thì cái này có tính năng này bẻ cong cho đối tượng được. Đấy thì Alt+C nó làm được điều này. Nó có thể bẻ cong một đối tượng rất là thoải mái. Với cái hình như này.
Đấy, vậy thì ăn canxi nó còn có tính năng gì nữa? À, có nhiều người tận dụng cho việc làm logo giống như hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn, đó là gì? Mình có thể chọn được một polygon, có thể xoay. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chia cái hình này thành, chỉ cần chia làm đôi thôi. Và chúng ta cắt dao giữa nét và hình, đây là nét, đây là hình, bằng công cụ Shift F7. Mọi người nhìn này. Lúc này mình sẽ chọn cho bạn một cái màu sắc cho các bạn dễ nhìn hơn. Cái màu này mình sẽ để đậm hoặc để sáng hơn, nhìn thấy chưa? Có khối chưa? Thì cái câu chuyện chúng ta chỉ cần đánh một cái chữ như sau, đó là tích vào đây. Shift T. Chúng ta sẽ copy cái hình này. T. Chúng ta sẽ quét qua đây. H. Và trong ngoài chúng ta quét qua cả hai để phóng to để cho các bạn nhìn dễ hơn. À, lúc này tôi sẽ chọn cái này là màu đỏ, cái này là màu đen, nhìn nhận. Thì chữ muốn ép vào một hình thì chữ cũng phải nằm dưới, cho xuống dưới, nhìn nhận. Tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi ấn ăn can C. Các bạn nhìn nhận, ép theo hình nhận. Và cũng tương tự như vậy, tôi chọn đây, tôi ấn ăn can C. Nó sẽ tạo ra những sản phẩm logo theo kiểu dạng hình khối. Cái này làm rất là nhanh, làm tí được. Tiếp theo, thằng này nó có thể làm cho gì? Cho ảnh được. Các bạn có thể bẻ cong ảnh được. Ví dụ, tôi làm cho bạn xem một sản phẩm như sau. Tôi vẽ cái này là màu đen. Và tất nhiên tôi sẽ làm một cái cuộn phim. Và cái này tôi sẽ đặt màu trắng. Tôi sẽ copy cái màu trắng này thành nhiều cái hình khác nhau. Ctrl D. Các bạn nhìn chưa? Và tôi copy cái này xuống dưới. Và tiếp theo tôi sẽ cầm lên, tôi kéo xuống dưới cho các bạn. Nhìn thấy đây giống cuộn phim chưa? Tôi đang làm ra một cái poster phim, nhưng mà vấn đề là tôi có ý tưởng với cái poster phim đấy. Tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào palette và tôi kiếm một cái ảnh của cái phim. Phim. À, trong phần phim thì tôi sẽ kiếm một cái bộ phim có thể là như này. Và cái ảnh của tôi thì khi đưa vào thì tôi phải convert cho nó nhẹ đi. Để cho nó nhẹ, cơ tại vì ảnh nó to lắm. Nếu mà chúng ta làm nó sẽ bị nặng, nên tôi sẽ convert nó bằng cách là tôi chọn vào object, tôi chọn vào rasterize. Và sau đó thì tôi sẽ chọn cho nó xuống 150 cho độ phân giải. Và sau đó thì tôi chọn ok. Thế là có được một cái ảnh rồi. Lúc này sau khi có một cái ảnh xong thì tôi sẽ copy sang sản phẩm số 2 là Ctrl D. Ctrl D. Các bạn có thấy là bốn cái ảnh chưa? Đây là ảnh còn liên quan đến tất cả các bộ phim hoặc là các ảnh trong một cái bộ phim nào đó, tùy các bạn. Lúc này sau khi làm xong, chúng ta sẽ quét qua toàn bộ, coi như đây là một group. Cũng giống như cái hệ thống này là một group này. Các bạn có nhìn thấy đây là một group không? Thì cái này cũng là một group. Ctrl G. Nhưng với điều kiện là tất cả dạng ảnh mà chúng ta đưa làm vào cái công cụ ép theo hình đó thì nó phải được mất đường link. Có thể cắt bỏ cái đường link đi thì chúng ta mới làm được. Lúc này chúng ta chỉ cần thao tác một cái như sau, đó là chọn một cái hình vẽ to hơn. Thì các bạn nhìn thấy cái màu đen tôi đè phía trên chưa? Tôi chọn màu đỏ cho các bạn dễ nhìn nhá. Nhìn nhá, phía trên nhá. Tôi sẽ cho hình này chui vào hình này bằng cách là quét qua cả hai và chọn vào object, chọn vào ăn can C. Thì sau khi ấn vào ăn can C thì các bạn sẽ thấy rằng nó nằm ở chui vào trong rồi. Chúng ta được quyền là thêm P cộng được không ạ? Thêm điểm giữa. Thêm điểm giữa. Và chúng ta dùng Shift C được không ạ? Để không? Các bạn nhìn chưa? Vậy thì với cái cách như này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta có thể cầm cái cuộn phim có thể uốn éo được. Nhưng nó liên quan đến ý tưởng của các bạn. Thì cái hình vuông nó làm có quá nhiều tác dụng. Các bạn nhìn này, vậy thì cái hình vuông nó sẽ làm được ra cho bạn đầu tiên là gì? Trang trí một cái ảnh, tạo ra bố cục cho hình vuông, chia hình vuông, tạo ra hiệu ứng cho ảnh, tạo ra cột để thiết kế. Và chúng ta sẽ làm sao hả? Biến đổi hình vuông để tạo ra một tính trang trí, bẻ cong ảnh, làm logo. Các bạn thấy chưa? Thì với hình vuông ít nhất thì các bạn phải làm được ra cho tôi cái điều này, có nghĩa là làm ra rất nhiều tính năng của nó. Đấy, có nghĩa là về nhà chúng ta phải ít nhất sáng tạo ra 10 bố cục liên quan hình vuông. Vậy thì có nhiều người bố cục hình vuông liên quan cái gì? Thì đây tôi sẽ cho bạn tham khảo một tẹo. Chúng ta sẽ chọn bố cục và chúng ta chọn hình vuông.
đây là bố cục hình vuông ạ, đơn giản đúng không ạ? Nhưng cái này bố cục này thì chúng ta sẽ đặt được giá trị, đó là làm catalog về giá trị về nội thất kiến trúc, các bạn nhìn chưa? À, thêm một cái nữa thì các bạn có thể phóng to một chút xíu, đây là các bố cục về catalog trang trong, là bố cục hình vuông đặt khá là đơn giản. À, tiếp qua một cái giá trị nữa, chúng ta là hình vuông tiếp. Tiếp qua đây ạ. Các bạn nhìn chưa? Những cái bố cục về hình vuông, hình lục giác, họ làm rất là đơn giản. Cách chia, các bạn có nhìn thấy cái cách chia vừa rồi không ạ? Chia hình vuông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chia hình vuông. Qua một cái nữa. Như này chưa? Ok, chúng ta next qua một chút xíu. Thì trong đây nó có, các bạn nhìn này, đây là một bộ. Các bạn nhìn thấy cái bộ này chưa? Thì trong một bộ thiết kế thì người ta sẽ gồm thiết kế này. Đây là trang bìa, đây là trang giới thiệu, đây là trang mục lục, đây là trang sản phẩm. Các bạn có thể làm theo cách như này được. Đây là cách sắp xếp của hình vuông để tạo ra cái bộ của người thiết kế. Các bạn nhìn này chưa? Đây này, kéo chéo này. Xây dựng layout người ta sẽ xây dựng theo kiểu như này. Làm ra các template sẵn thì người ta cũng làm như này. Khi mà có sản phẩm người ta chỉ việc ép cái sản phẩm vào trong đây là xong rồi đấy ạ. Là trở thành một cái quyển mới rồi đấy. Cái này cũng là hình vuông đấy, nhưng chẳng qua là xoay chéo đi thôi thì nó mới làm ra cái này được. Và chúng ta phải sắp xếp làm sao cho nó đẹp. Đấy thì về nhà các bạn có thể tự tìm cho tôi khoảng 10 bố cục và chúng ta bắt đầu sao chép lại. Tối thứ sáu chúng ta về rồi, không biết có đi chơi không tôi không biết, nhưng tóm lại ít nhất các bạn cần đầu tư 5 bố cục hình vuông vẽ đàng hoàng. Bởi vì nếu mà em vẽ đàng hoàng thì chúng ta đỡ phải sửa trước khi mà đi nộp hồ sơ. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Tại vì tôi rất là muốn là như này, tại vì nó không có nhiều thời gian, nên trong cách dạy tôi sẽ phải cố gắng đi thật nhanh để cho các bạn điểm gì, để chúng ta kịp tiến độ. Các bạn còn Photoshop, các bạn còn rất nhiều chương trình khác, thậm chí là còn Wacom với các thứ đó, nếu mà các bạn thích thú cái điều đấy. Còn nếu bạn không thích thú bạn cứ nói trước, hôm nay tôi phải dạy sao cố gắng thật nhanh để cho các bạn đủ được cái thời lượng trong một cái bài hình vuông. Chứ còn tôi cho nói bạn hình vuông tôi chỉ nói hai phát là xong thôi, một tí là xong rồi, nhưng vấn đề là để ứng dụng cho nó thì nhiều lắm, tôi không thể nói hết được. Thì đấy là những cái kinh nghiệm thì hy vọng là các bạn sẽ làm cho tôi những cái bài rõ ràng. Làm càng nhiều tôi đến càng tôi càng góp ý như vậy. Còn bạn không làm tôi lấy đâu góp ý? Chẳng lẽ tôi lấy bài tôi góp ý một mình à? Nó sẽ rất là buồn cười, các bạn hiểu chưa? Đấy thì trong quy trình đấy bạn có hai phần, phần thứ nhất là vẽ trên gì đấy, những cái thứ mà các bạn vẽ về chì, vẽ tượng, vẽ các kiểu, xong rồi có phần hồ sơ nữa là hồ sơ về thiết kế, các bạn mới thấy rằng là chúng ta đầy đủ được. Và nếu bạn nào thích tìm hiểu về web, bạn có thể tôi sẽ chỉ cho bạn được điều đấy, bởi vì trước đây tôi dạy đi dạy web rồi. Về cái nguyên tắc tôi không lại. Đấy thì bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây để cho các bạn tự luyện tập nhá.